Ta-da! Kính thưa quý vị, Hoa Đại Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với mong muốn mang lại rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh gu ăn uống của mỗi nghệ sĩ thần tượng. Hy vọng chúng ta sẽ được khai thác một câu chuyện về ẩm thực ngày hôm nay của một nghệ sĩ rất điển trai, đó chính là diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Chào Thắng. Chào em. Chào anh. Đó, quý vị thấy không? Hai anh em đứng bên cạnh nhau mà em mặt em gần già. Mà sao anh Thắng, anh trẻ mãi không già vậy? Anh mới 18 tuổi thôi. 18 nữa hả? Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ, anh Thắng, hồi nãy em có chia sẻ với mọi người là anh trẻ hoài luôn, là không biết là hồi em nhỏ. Em đừng quở bé. Không phải quở đâu mà, cái này là phải bí quyết, anh phải chia sẻ thôi. Ít khi nào anh chia sẻ cái bí quyết này lắm luôn á. Chia sẻ đó là đeo một cặp mắt kiến lên để mà giống như đeo một cái mặt nạ cho nó trẻ hơn. Ủa sao em đeo 80 cái mắt kiến mà không bao giờ trẻ được vậy? Vậy là không phải mắt kiến đâu quý vị, phải làm một cái mắt khác, là mắt thần nào đó rồi. Nó chơi vậy thôi chứ chúng ta phải giữ gìn một cái sức khỏe ổn định bằng cách là tập thể dục cũng như là chế độ ăn uống thật là hợp lý, thật là khoa học và không có kiểu giống như là làm cho mình phải thèm quá đáng á. Mình thèm mình phải kiềm chế. Em không kiềm chế, em cũng không tập thể dục, hàng chi dạo này cơ thể nó xuống quá. Mời anh vào phòng khách ạ. Rồi. Okay. Mời anh. Anh thấy nhà em sao? Rất là rộng, cái nhà này chắc cũng phải mấy chục tỷ ha. Trời ơi, mời anh đến đây là không nói tiền bạc, chỉ nói ăn uống thôi. Em mới sơn lại tường đó. Biết bữa nay là đón anh Bá Thắng, em phải sơn màu tím. Sao vậy? Mộng mơ á. Tại em thấy anh lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như nhảnh trơn. Tại vì mình không được cho phép mình già. Dạ. Cho dù là mình ở một lứa tuổi nào đó, mình phải quy định mình là mới qua vị thành niên thôi. Quy định mình là trẻ. Vậy là bí quyết của anh Thắng đó là từ tinh thần mình sẽ cố gắng làm sao kiểm soát được chế độ dinh dưỡng để có một thể xác thật là tốt. Bớt ăn tinh bột lại. Bớt ăn tinh bột lại. Vậy không biết là bữa nay anh muốn thưởng thức món ăn nào đây? Những món ăn mà làm thật là ít tinh bột thì Thắng rất là thích ăn. Vậy thì xin mời anh đặt hàng trước đi, rồi em sẽ mời hai bạn fan hâm mộ tới. Ủa, đây đặt hàng luôn hả? Dạ, đặt hàng đi ạ. Đây. Ok. Đây là hai phiếu đặt hàng. Xin mời quý khách chốt đơn giùm em. Chữ anh viết không được đẹp lắm ha, nhưng mà thôi kệ, chắc là mọi người sẽ nhìn thấy được. Nói ra giờ mới nhớ nha. Hả? Em quen anh cũng mười mấy năm rồi đó, chưa bao giờ thấy được nét chữ của anh á. Cái này phải tiết lộ thôi. Rồi, nói về câu chuyện ăn uống á, thì chắc chắn là không chỉ có em mong muốn được lắng nghe anh Bá Thắng chia sẻ, mà còn hai bạn fan hâm mộ nữa. Uh-huh. Và bây giờ xin mời anh Bá Thắng cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn gái rất là dễ thương, đó chính là Thúy Vi và Ngọc Thảo. Đây, chào hai bạn. Chào hai bạn rồi. Đó, hai bạn dễ thương không? Rồi, mời em thôi. Rồi. Hai bạn hai phong cách khác nhau ha, nhưng mà ai cũng tươi trẻ hết. Rồi, xin mời bạn giới thiệu trước nào. Em tên là Thúy Vi, hiện tại em đang là người mẫu và diễn viên ạ. Hàng gì xinh quá ha. Dạ. Em cảm ơn. Vậy em Ngọc Thảo nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Thảo. Em đang học lớp 12. Và em có kinh doanh bán hàng online luôn. Em cũng rất là thích anh Thắng qua cái phim Cổng Mặt Trời á. Cái Cổng Mặt Trời. Trời đất ơi. Hay. Cái này gọi là bất hủ luôn anh. Đó là tình cảm của các bạn với vai diễn của anh Bá Thắng. Nhưng mà có đoán được là anh Thắng là một người có gu ăn uống ra sao không? Em nghĩ anh Thắng không hề dễ ăn. Không hề dễ ăn, anh khó ăn lắm không? Dạ. Khó ăn, khó nuôi. Cả hai. Cả hai luôn. Em đoán coi hồi nhỏ anh nhiêu ký? Em đoán là suy dinh dưỡng. Bé nó đúng, là cũng không có suy dinh dưỡng lắm. Nhưng mà được mẹ tường thuật là bị còi xương. À. Sanh ra là 3,2 kg nhưng mà khó hấp thu á. Khó hấp thụ dinh dưỡng. Dạ, dạ. Nên lớn lên thì cái thân thể nó cũng không được cường tráng như người ta. Nên mình phải cố gắng tập luyện thể thao để cho mình giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ. Cái việc dễ ăn hay là khó ăn thì sao anh? Dễ ăn khó ăn thì bé nói sai. Có nghĩa là anh ăn cả được một bầu trời. Trời luôn. Tại vì từ nhỏ đến lớn á, là anh rất là dễ ăn. Dạ. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đặt cho. Tại vì là nuôi hoài không thể nào đủ tiền để nuôi. Tên là hũ gạo. Bữa nay anh Bá Thắng hoàn toàn cởi mở trong việc chia sẻ, trong cách ăn uống của anh ấy. Nên hai bạn cứ tự tin hen. Nhưng mà mình cần phải khai thác nhiều yếu tố hơn nữa để lát nữa mình nấu ăn cho anh Thắng ăn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với phiên bản cập nhật mới. Không chỉ là 3 mà là 5 ẩn số để chúng ta cùng nhau lật ra và chờ đón xem là cái điều bí ẩn nào liên quan đến việc ăn uống của anh Bá Thắng nghe. Rồi, với 5 ẩn số này chúng ta sẽ trải qua từng cái vòng thi đấu nó sương sương nhẹ nhẹ.
Thử thách đầu tiên sương sương nhẹ nhẹ là kiến thức về ẩm thực. Ai thắng thì người đó được lật ô số nha. Dạ. Chuẩn bị. Bánh đa cua là món ăn đặc sản của tỉnh thành nào? A. Hải Phòng, B. Cần Thơ và C. Hà Nội. Hết. Là em chỉ cần ghi A, B, C thôi đúng không? Ừ, ghi A, B, C cho nhanh. 3, dạ 2, rồi. 1, xin mời đáp án. Là... Quý vị là A, Hải Phòng. Em... Ngọc Thảo cũng là A, Hải Phòng. Đáp án chính xác là Hải Phòng. Chính xác. Wow. Quá nổi tiếng quá rồi. Dễ, quá dễ. Dạ. Bánh đa cua là món ăn đặc trưng và nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Một bát bánh đa cua ngon thường mang những màu sắc rất hấp dẫn của gạch cua đồng, màu nâu của bánh đa, màu xanh của chả lá lốt, xanh tươi của hành lá hòa quyện với sắc đỏ của ớt và vàng rộm của hành phi. Món ăn này chắc chắn sẽ níu chân thực khách dù chỉ một lần được thưởng thức và sẽ là hương vị nhớ về những người xa quê. Như vậy là hai bạn trả lời giống nhau. Chính xác, như vậy chưa có ai có quyền ưu tiên ha. Và bây giờ sẽ là nội dung bí ẩn. Nghĩ tới mà sợ. Cái này là một cái món ăn mà thật sự ra từ nhỏ đến lớn Thắng rất bị ám ảnh. Tại vì là ăn quá nhiều và ăn bị bồ trùng. Tại vì lúc đó nhà cũng rất là khó khăn. Ba thì công tác ở Campuchia mới mang một cái giống cây đó là mướp hương á. Nó bự em. Nó bự nhưng hả? Mà rất là thơm và rất là giòn. Nhưng ăn lần một thì ok. Dạ. Ăn lần hai. Đến ăn lần thứ N thì thôi rồi, nó ngấy luôn anh. Cái như là tại vì là sáng, trưa, chiều, tối tới về nhà cũng khó khăn thì cứ ra ngoài vườn cứ mang là xào, là luộc, hấp, nào canh. Trời là luân chuyển, ngày nào cũng có một món mướp trong một bữa ăn. Dạ. Nên thì đến giờ này Thắng vẫn còn sợ. Nhưng tuy rằng là đến những cái món gọi là mướp xào với giá với lòng gà đúng rồi. Thì vẫn ăn lòng gà nha. Dạ. quá. Nhưng mà mướp hương nó có khác gì với mướp Việt Nam mình không anh? Không, nó khác á, tại vì nó rất là thơm và giòn. Dạ. Nó giòn rất bình là thường ngon. Em ăn mướp á, em thấy nó rất là mềm á. Em rất là sợ ăn mướp, em chỉ ăn nước không, thôi. Không, cái mướp ở bên Campuchia nó giòn lắm, nó giống như dưa, gần giống như dưa gan mình đó. Nó lạ lắm. Nhưng lạ mà nhờ. Ăn thì vẫn sợ, tại vì ăn nhiều quá. Em thích ăn mướp không cưng? Dạ, em thì cũng hơi hơi á. Tại vì khi mà ăn á, khi mà luộc thì nó sẽ xịt ra nước á. Bé này học văn chắc là giỏi. Giỏi. Giỏi đó. Như vậy là chúng ta đã biết được rằng là cái món ăn ám ảnh của anh Bá Thắng đó chính là món mướp hương nha. Lát đừng ơi bỏ gì mướp vô nha, anh không thích đâu. Nhưng mà thật sự á, câu chuyện của anh kể là em nhớ đến mẹ. Mẹ cũng kể là ngày xưa ăn bon bon riết giờ sợ ám ảnh luôn. Nhưng mà cũng phải cảm ơn những cái khoảnh khắc đó, những cái thời khắc, những món ăn mà mình cơ cực, mình cố gắng ăn qua ngày. Nhưng mà chính vì những điều đó làm động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Chính nữa xác, tại vì là ai cũng có một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Thì nhờ những cái món đó là nuôi chính bản thân mình. Đúng rồi đó. Tuy là mình cảm thấy đó. Là sợ là ngán thiệt, nhưng mà mình cũng phải cảm ơn nó để nó đã nuôi sống bản thân mình. Chính xác. Và khi đến giờ phút này mình có một cái gì đó thì mình vẫn có một cái miền ký ức rất là đẹp về cái khoảng thời gian đó. Đó. Và bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho hai bạn để lật ra ô số 2 nha. Câu hỏi này đố mẹo nha, đố vui nha. Củ gì chẳng đậu trên cây, tỉa hoa trộn giấm ăn ngay tức thì? Rất là ngon. Củ gì mà không đậu rất, trên rất cây? Rất nhiều dinh dưỡng, rất nhiều vitamin A. Em ghi theo những gì em nghĩ. Ok em rồi. Cứ nghĩ 1, 2, 3. Xin mời đáp án. Đây. Củ cà rốt là đáp án của Vi. Củ sắn. Hồi nãy em tính ghi củ cà rốt đó. Xong ghi đi trời. Ồ kỳ ta. Ủa vậy là mình biết mình sai luôn hả? Vitamin A là củ cà rốt đúng rồi. Đó chính xác. Cà rốt hay quá Vi. Trời tức ghê. Chúc mừng Vi. Bạn đã có quyền lật được ô số 2. Xin mời ô số 2. Chỉ có thể là ngon. Đó là tất cả những món ăn mà do mẹ Thắng nấu. Và vì từ nhỏ đến lớn á, thì mẹ nuôi cả một gia đình. Tại vì ngày xưa mẹ là gánh đi bán ngoài chợ đó. Cháo, vịt, cháo gà nè, mì quảng nè. Mẹ giỏi quá. Bánh cuốn nè, bánh giò nè, sữa đậu nanh nè. Siêu đầu bếp. Mẹ Thắng rất là giỏi. Và Thắng là một tay đắc lực. Tại vì Thắng phải xách mấy cái xô mà bột á. Mình phải ngâm gạo, ngâm đậu, mình mang ra xay. Đó, xong rồi xách đi xách về như vậy. Rồi mẹ gánh một ngày đi như vậy. Xong về mình phải rửa chén, phụ chị rửa chén.
Dạ. Yeah. Rồi xong rồi ở nhà thì nấu rất nhiều món, nhưng thật ra đó đến giờ phút này mình cảm nhận được đó là những cái tình cảm mẹ đặt để trong những cái món ngon. Dạ. Yeah. Món ăn tuy nó là mướp mình rất sợ. Dạ. Không có sự lựa chọn. Dạ. Thì mẹ chế biến bữa thì là xào với giá, bữa thì xào với lòng, bữa thì xào với cả là tóp mỡ. Dạ. Thì nó vẫn ra một cái món mới. Thương nên quá thì, bây giờ mình cảm nhận là tất cả những cái món nó đều là món ngon của mình. Đến giờ phút này mẹ Thắng đã là gần 80 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà niềm vui đầu tiên mỗi buổi sáng nó lại gõ cửa từng phòng, cái xong rồi đi ăn. Trời cưng hen. Thích gì đó. Và bây giờ sẽ là cơ hội số 3 để chúng ta lật ra ô số tiếp theo nè. Mời hai bạn cầm bảng lên để trả lời câu sau đây. Hành ba rô còn có tên gọi khác là gì? A. Hành tây. B. Tỏi tây. C. Hành lá. Hết. Ok. Ok. 3, 2, 1 vô. Đáp án là C và C. Cả hai bạn cùng chọn C là hành lá. Chúc mừng hai bạn, đáp án chính xác là tỏi tây. Tại vì nó to mà, gọi là tỏi tây mà. Ủa nó là hành mà anh. Nhưng mà cái tên gọi khác là tỏi tây. Hành Waro còn có tên gọi khác là tỏi tây. Đây là một loại rau thuộc họ hành, cùng với hành, tỏi và kiệu. Về hình dáng, hành Waro gồm có cọng và lá thẳng trơn, căng, và chúng có kích thước to gấp 3 đến 4 lần hành lá bình thường, và thường được trồng tại những vùng có khí hậu ôn hòa trên thế giới. Như vậy là cả hai bạn đều sai luôn, đoàn kết quá. Và bây giờ sẽ là nội dung đằng sau ô số 3. Thói quen khi ăn. Cái thói quen đó là vừa ăn vừa xem TV. Dạ. Nhưng mà mình xem những cái gì gọi là giải trí nhẹ nhàng thôi, thoải mái, giống như Thế Giới Động Vật nè. Đừng có sướt mướt quá mà đừng có cực tính mà đang ngồi ăn. Trời ơi, chết luôn. Mà giật mình luôn, rớt tô cơm luôn. Đó. Tại vì thật ra là ngoài cái giờ ăn uống thì Thắng không có thời gian để xem TV nhiều. Yeah. Nên thì Thắng phải tranh thủ thời gian. Yeah. Nhưng vẫn ăn nha, không quên nhai. Dạ, yeah, cảm ơn anh Thắng. Và bây giờ sẽ là cơ hội thứ tư. Chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi nữa, sẽ theo duyên trời định. Xem ai may mắn hơn mà thôi. Được gọi là thử thách ưu tiên, có nghĩa là ai bóc được lá thăm may mắn thì người đó sẽ được quyền ưu tiên và lật ra bí ẩn cho ô số thứ tư. Rồi xin mời hai bạn chọn. Dạ. Dừng thẳng bước đi ha. Dừng. Dạ, bóc đi à. Phép. Vì hai mặt của em đều trắng, trong khi hai mặt của em thì em có một cái logo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Vậy là em may mắn. Chúc mừng em. Vậy bây giờ sẽ là nội dung thứ tư. Một sự lười biếng. Anh lười nấu ăn đúng không? Thắng biết nấu hết tất cả mọi thứ và làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà lúc nào cũng giả điên khiêng đồ, nghĩa là không bao giờ nói là ôi không, mình không biết làm này. Làm nhiều mệt lắm và rất sợ vào bếp nóng. Vô cùng sợ nóng. Yeah. Và nếu trong một cuộc trình diễn làm bếp thì Thắng chọn làm bếp hơn là đi rửa chén, rất sợ. Ủa vậy từ hả? Nhỏ lớn rửa nhiều quá, rất là ngày xưa mẹ đi làm đi bán đó thì buổi chiều về là rửa, mà ngồi chợ mát lên rửa, mà nhất là ở ngoài Đà Nẵng miền Trung đó mùa đông rất là lạnh. À, lạnh mình rửa là mình buốt hết tay mà. Dạ. Nhưng mà nếu như mà hai chị em không rửa để một mình mẹ rửa thì cực mẹ quá, mình sẽ rất là lâu để được ăn tối. Dạ. Nên phải phụ mẹ rửa dọn dẹp. Mẹ Thắng thì là mua rất là nhiều tô trong một cái gánh gánh đi, xong rồi bán hết thì bắt đầu mẹ gánh về là rửa nguyên một chồng chén chứ không có rửa tại chỗ. Mẹ kỹ quá ha. Dạ, cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ. Và anh Thắng cũng thú vị ha. Nói chung là hồi nhỏ làm gì quá nhiều, ăn gì quá nhiều, giờ ngán. Và bây giờ sẽ là cơ hội thứ năm, cơ hội cuối cùng. Chúng ta đang có tỷ số là 1-1 giữa hai bạn Thảo và Vi. Cố gắng tận dụng cái sức khỏe, sức trẻ của mình nha. Mời hai bạn bước vào vòng thử thách được mang tên thử thách đối kháng. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với lượt thi đấu thứ 5. Đây sẽ là một cuộc tranh đua rất là hấp dẫn, bởi vì chúng ta sẽ kéo co bằng chân. Anh thấy là rất là khó khi mang chân vịt nữa thì đó. Hơi bị căng co nha. Lá cờ này nó nằm hẳn, nó vượt qua khỏi vạch màu vàng của bên nào thì coi như là bên đó thắng. Đơn giản vậy thôi. Dạ, okay. Không hề đơn giản. Okay. Ơi, cố lên nha. Cố lên như chị. Như nhìn em bạn nữa, bạn Thảo mà. Không, xưa giờ em chơi gì thể lực là em tàn thua không vậy rồi. Luôn hả? Thôi mình đi vô luôn đi. Chưa hết mình đi em. Cố gắng lên, có anh Thắng ở đây mà. Ok. Anh hô hiệu lệnh giùm em đi, đếm ngược đi anh. 3 2. Chưa gì em. 1. Bắt đầu. Đó, kéo đi em. Hãy chạy đi qua đây nè. Kéo đi. Để làm quá nó mỏi em. Kéo một phát mặt mạnh lên. Cố lên. Cố sao lên. Vậy? Sao cố vậy? Lên.
Em không nhúc nhích được luôn. Không nhúc nhích gì rồi. Trời ơi. Trời ơi, đi qua đây nè. Trời ơi, con bé. Đi qua đây nè. Trời ơi, thấy nhẹ nhàng sợ. Trời ơi, trời. Không phụ, phụ được không, phụ được không? Có bước được, có thua luôn rồi. Tuổi trẻ tài cao nha em. Em cố gắng hết sức rồi đó. Ghê thiệt. Chúc mừng Thảo. Mười điểm. Không có. Lật ra ô số 5 thôi. Xin mời. Và bây giờ sẽ là nội dung bí ẩn đằng sau ô số 5. Xin mời. Đam mê khám phá và một huy hiệu thần bếp nữa. Sao hơn dữ trời. Là của em á hả? Của em á. Nên em muốn sử dụng huy hiệu này bất cứ trường hợp nào. Wow. Được. Một lần một nha. Ví dụ như là em muốn anh thắng phụ em. Thí dụ như em muốn là yêu cầu tụi anh nghỉ ngơi đi. Rồi, đam mê khám phá đó chính là nội dung mà chúng ta đang muốn tìm hiểu. Đam mê khám phá. Khám phá về ẩm thực hả anh? Đối với anh thì khám phá ẩm thực và du lịch là một cái gì đó rất là thích thú. Tới cái vùng miền đó mình phải ăn đặc sản. Cho dù hơi khó ăn, tại vì là mỗi vùng miền nó có hương vị khác nhau. Nhưng mình vẫn phải thử. Nếu mà một lần không thấy hợp khẩu vị quá thì thôi bỏ qua. Vẫn thích thử. Thử. Và Thắng đã thử được rất là nhiều món. Ngay cả những cái món khó ăn nhất mà Thắng vẫn thử. Có món nào mà gặp biến cố chưa anh? Biến cố thì không có biến cố về bụng dạ lắm. Chỉ có lần là ăn do ngon quá, ăn nhiều quá mà nó dí thôi. Dí. Tại vì có một lần là ở New York thì Thắng được vợ chồng chị Hà Phương chiêu đãi cái món nấm đen á. Cái nấm nó rất là ngon. Tại vì nó tính bằng ao. Mắc lắm hả anh? Mắc như vàng á. Tại vì một năm nó chỉ có một tuần để khai thác mà thôi. Sử dụng bằng heo rừng hoặc là chó săn. Tại vì nấm nó nằm sâu dưới đất á. Sau đó là phải gói trong giấy rồi mang và sắc lát mỏng, thật mỏng, ăn với sushi. Rất là ngon. Thế vấn đề là do là một cái chị đầu bếp chỉ lại làm trứng hột vịt lộn nữa. Cái Thắng ơi, ăn hột vịt lộn ngon lắm. Ủa ngộ vậy? Ba hột vịt lộn nữa, tại vì nó tương tác giữa nấm và hột vịt lộn thì đêm hôm đó là trúng thật luôn. Cảm ơn câu chuyện chia sẻ của anh Thắng. Cũng phải chúc mừng bạn Thảo, bạn rất là may mắn, cũng rất là xuất sắc hen. Bây giờ Thảo được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà anh Bá Thắng đã đặt hàng từ trước. Đây, một bên là súp tôm chua, còn một bên là sườn nướng Hàn Quốc. Chọn món nào, làm em món nào. Em sẽ loại bỏ món súp tôm chua. Loại bỏ. Tôi hỏi chọn cái nào. Có nghĩa là em phải về cái món này. Sao loại bỏ hả? Đây rồi, đây là sự lựa chọn của em đúng không? Dạ. Yeah. Sườn nướng Hàn Quốc hả? Tại vì nó dễ làm. Với lại em giống Hàn Quốc nữa. Đúng không? Mong là hai bạn sẽ tự tin với món ăn này. Bên cạnh đó, Thảo em có thêm một đặc quyền nữa là chọn gian bếp. Em chọn gian bếp. Là bên trái theo góc nhìn của khán giả. Hai là bên phải, là bên kia. Em thuận tay trái. Nên em là em trái, em sẽ chọn bên trái. Đây ha. Ok, rồi. Vậy bên phải sẽ là của Thúy Vi. Thì nói chung là mỗi bên đều có một cái địa hình khác nhau. Và hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua được cái sự khó khăn đó. Biết đâu được. Chà, nóng quá rồi, nóng quá rồi. Nào, chúng ta vào bếp để sẵn sàng chế biến thức ăn thôi. Xin mời cả nhà. Kính thưa quý vị, xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Hai bạn với cái vị trí lựa chọn gian bếp của mình thì Thảo ơi, có con trai gì hấu à? Kẹp vô chân đi em. Em kẹp vô chân hả? Ủa, kẹp vô. Ồ, cái này là khó lắm luôn á. Đó đó. Nhiệm vụ của Thảo là giữ y chang vậy. Bóng y chang vậy đó. Ghê không? Ghê không? Cái này là do biên tập chứ không phải do anh nha. Đừng trách anh. Đừng vô vậy chi? Không có làm được à. Rất là đây, còn em. Bên đây thì căng hơn. Bình thường hai tay nấu ăn đã khó rồi, còn này hạn chế một tay phải đeo một cái bao tay đấm bốc nữa. Thì đâm ra là cố gắng, hy vọng cái tay còn lại là cái tay thuận của em á, linh hoạt hơn nha. Không anh. Sao vậy? Không thể đeo được. Thì lỡ quạo quá thì dùng cái này cho đối phương. Chắc phải vậy quá. Trước mặt hai bạn, đó chính là những nguyên liệu phụ thôi. Có thấy thiếu gì không nè? Dạ có. Đâu, bên em thiếu gì vậy cưng? Em thiếu sườn. Đó, sườn nướng Hàn Quốc mà không có sườn anh. Bên em là súp tôm chua. Dạ. Ủa, thiếu gì vậy? Thiếu tôm anh. Thấy chưa? Thiếu hai nguyên liệu chính luôn. Thì nhiệm vụ còn lại thuộc về anh Thắng. Ủa sao vậy? Anh sẽ phải trải qua hai thử thách lớn. À. Mỗi lần vượt qua được thử thách thì anh sẽ mang về một nguyên liệu chính dành cho một bạn. Nghe. Còn Thảo ơi, em lưu ý mình vẫn còn huy hiệu thần bếp nha. Dạ. Suy nghĩ xem lát nữa mình sử dụng sao. Yeah. Còn bây giờ cổ vũ anh Thắng đem nguyên liệu chính về cho mình chế biến nha. Cố lên anh. Rồi. Đây, thử thách của anh rất đơn giản. Cảm ơn Thắng đã cởi giày ra để chuẩn bị đương đầu với thử thách xinh xinh nhẹ nhẹ này. Đầu tiên là anh phải giữ thăng bằng được
một cái mâm hen. Uh-huh. Đó, rất nhiều trái bóng trên đó và không được làm rớt bóng nha, rớt bóng phải quay lại từ đầu đó. Cái này giống người mẫu quá vậy. Đó, giữ thăng bằng vậy đó hả? Uh-huh. Thảo này thảm gai nha. Bởi vậy mới lột giày ra để massage. Hơi nhột nhột nha. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chúng ta là phải lột cho sạch trái trứng này là được, trứng luộc đó anh. Okay. Trong quá trình này đi hết cái thảm này phải lột hết cái này. Đúng rồi, đúng mà rồi. Được ăn không? Ăn được. Được ăn tùy anh. Dạ nếu anh đói. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Đi. Đi. Đi tốc độ vừa phải nè. Vừa tới đó là phải lột cho sạch hết nè. Cái này á đi hơi nhột thiệt nhưng mà đúng ngày rồi. Ngày xưa có học catwalk nên biết giữ thăng bằng. Ờ ha, ngày xưa anh làm người mẫu mà. Đó, đi tới đây hết không? Đi lui lại. Khó vậy chứ. Đó, MC cũng làm khó lắm anh ơi. Đấy. Chắc ban biên tập cho em nhiều tiền. Cũng dòng họ nhau mà. Rồi đi tới đó. Thấy chưa? Em nói gì nói, anh có giao lưu thì cũng phải tập trung. Cái trứng này em luộc chưa có được kỹ lắm nha. Ok, cứ lộn với anh miệng, không cái vỏ nào được. Cái vỏ. Đó, tăng. Ghê thiệt. Rồi ăn đi anh. Xuất sắc rồi, đi qua đây luôn. Ok. Quá giỏi. Như vậy là tôm đã thuộc về bạn Vi rồi. Đó, ưu tiên cho người đang ưu thế cái này nè. Rất là cảm nguyên nha, không có làm rớt nguyên nha. Đây, tôm nha, cảm ơn anh nhiều. Mà không biết con một tay, không biết bóc tôm được hay không thôi. Không, nhưng mà em có ý kiến. Cái gì nữa? Em xin phép dùng cái huy hiệu hồi nãy của em. Em không muốn dùng thử thách mà em sợ quá. Em có huy hiệu gì? Huy hiệu nhi đồng hả? Thần bếp á. Wow, còn nhớ nữa hả? Nhớ. Anh quên luôn. Sao quên được? Rồi, ok, chấp nhận nha. Dạ. Rồi, như vậy là em đã loại bỏ trái banh này. Dạ. Như vậy là em đã chế biến theo một cái phong cách bình thường. Dạ. Nhưng mà em vẫn còn đang thiếu sườn nha. Dạ. Sườn mới nặng nè. Anh sẽ đeo ba bố này vào trong người, nhảy loạt quà tim. 5 món đồ vật mang màu sắc đỏ tập trung về bàn phòng khách là được. À, cái như là bây giờ là bất kỳ cái gì miễn là màu đỏ. Đỏ. Xin mời anh. Rồi. Đó, cái này hơi nặng tại vì anh phải nhảy á. À ha. 5 món màu đỏ nghe. Lâu lắm rồi nha, có tuổi rồi nha, bắt tôi chơi. Định vị xem cái gì màu đỏ. Anh thấy rất nhiều màu đỏ. Ví dụ như là không được lấy đồ gia vị nha. Tại vì mấy bạn còn chế biến cơ mà, anh lấy rồi lấy gì ta chế biến. Bởi vậy, màu đỏ đúng không? Đó, ví dụ như mấy anh kia mấy anh đang ngồi ghế đỏ mà anh lấy cái ghế cũng được. Màu đỏ nhưng mà không được gia vị. Thì cái này thì đựng gia vị rồi. Cái này là đựng gia vị rồi thì không có được. Trời ơi, đi đâu chỉ cho sai trời. Đừng có bẻ máy quay của em nha. Trời ơi, có cái chính mắt. Đi đâu cho sai trời. Ok. Đó đây nè, đó. Lật lật ứng rồi. Trời hay quá, dọn giùm em luôn. Ok. Vừa nhảy vừa bưng nó mới mệt á. Trời ơi, ráng lên, luôn ráng hả? Ừ, đó. Trời hay quá, đến bàn. Thôi dơ bàn. Đi này ha. Đẩy đi. Rồi. Ok, hợp lý quá anh ơi. Ê, món. Phát hiện luôn. Đâu, cái gì? Đừng có bẻ TV em nha. Yeah. Đó lợt. Ok. Hai món thứ ba. Nếu như anh lật cái này thì có bị, anh có bị trừ lương đi. Dạ không sao đâu. À không sao, ok. Hay quá, ba món rồi. Còn hai món nữa. Còn hai món nữa. Món gì? Oh yeah. Dạ này hơi bọt nha. Nói cái này là... ở quà, tới đây. Sao dạ, anh kêu em gì vậy? Tại vì trong gian bếp á, dạ. Cái này có ruồi muỗi lắm. Dạ. Mình phải đập nó cho. Anh massage em hả? Không mà hay ha. Ai giá tưng. Tưng. Trời nghe đồ đàn hồi luôn anh. Còn món nữa, kiếm đầu ra một món đi. Anh liệt tiền. Thôi, thấy rồi con. Thấy rồi. Hay quá, chạy vô bếp luôn. Ông này màu cam mà. Ớt màu đỏ, ai nói ớt màu cam? Em tào lao biết quá biết rồi, nhưng mà cái này màu cam á, anh lựa trái này màu đỏ đi. Áo của em đó. Ok, bưng lại phòng khách. Rồi. Hay quá anh ơi. 5 món, chính xác. Mệt chưa anh? Nói chung là cũng có tuổi đó em. Mà sao anh thắng, anh trẻ mãi không già vậy? Anh mới 18 tuổi thôi. Tại sao anh lại nói dối? Vì sao anh lại dối em? Như vậy là anh Ba Thắng đã vượt qua được thử thách thứ hai. Nguyên liệu chính còn lại đó chính là sườn. Xin mời anh Thắng đem về cho bạn Thảo. Ok. Yeah. Đây là một cái món mà anh
đổ biết bao nhiêu. Quyết. Dạ. Dạ. Rồi, rồi. Chúc em thành công nha. Em cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn Thắng. Bây giờ anh học hành được rồi. Em đang gọt hành đó. Em có cần anh trợ giúp về cái cách anh này không? Ông ấy để cho em nó im lặng nó làm. Chứ nó vừa làm nó vừa phụ đề, lòng tiếng thuyết minh dạy chừng nào mới xong. Khó lắm anh. Thôi, tụi anh để không gian riêng tư cho em thoải mái nha. Thôi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye cưng. Nào, xin mời quý vị hãy sẵn sàng để thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay cùng với anh Bá Thắng. Chúc mừng anh. Anh đã có được hai món quà, phải nói là vô giá lắm nha. Bây giờ cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Cái mùi rất là thơm, hương thơm ha. Rồi về khứu giác, dạ. À, về thị giác thì màu sắc rất là đẹp. Anh bây giờ là anh chỉ muốn động tay động chân thôi. Dạ. Em hiểu chưa? Em là vai trò MC nhưng mà nói hết nổi rồi. Nhìn rất là bắt mắt và thơm. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chạm vào lưỡi. Có đúng khẩu vị mà anh mong muốn hay không? Một bên thì có nước súp tôm chua. Chua. Còn một bên thì là món khô, là món sườn nướng Hàn Quốc. Anh thưởng thức món nào trước? Anh nghĩ là anh sẽ ăn sườn trước. Sườn trước đi ha. Dạ, xin mời anh. Mời em. Dạ không, này quà của anh mà. À, xin phép hai mọi người. Thành thưởng mình mà. Ok, anh sẽ ăn, Thảo ơi, ăn thử. Món ăn này á, em sẽ chúc anh Thắng điều gì nè? Em chúc anh ăn ngon miệng. Vậy thôi hả? Thôi anh ăn đi rồi em nói. Trời ơi, vậy đó. Cái khẩu hình nó đẹp, nó dễ thương á. Ăn miếng thịt vô nó sang dễ sợ. Ok, bây giờ mình uống miếng nước nha. Sao vậy? Sao vừa ăn là uống nước liền vậy? Em bỏ những gì trong này? Sao mày hay cười quá vậy? Em bỏ tỏi. Tỏi. Với lại hành, hành tím. Hành, hành tím. Với lại là... em lừa làm nước sốt nên là em mua. Em mua hũ nước sốt để em ướp vô thịt á. Thôi thì em bỏ nước anh mắm. Anh xin phép nữa. Uống miếng nước nha. Okay. À em hiểu rồi. Mà em bỏ hơi nhiều nước mắm thì sao? Vậy nhờ. Thật sự ra đó là cái màu sắc rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà lần sau á, mình làm á, mình phải liều lượng lại bao nhiêu gram thịt thì bao nhiêu ml nước sốt, tỷ lệ cho nó hợp lý. Dạ. Em đã bỏ cái hũ sốt mà còn nước mắm vào nữa thì thành xin uống miếng nước. Thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đến món tiếp theo. Súp tôm chua. Tôm chua. Trời ơi, nhìn hoành tráng quá. Trình bày đẹp quá ha. Dạ, rất là đẹp. Con tôm rất là cong. Anh nhìn tưởng nó nguyên cái lẩu luôn á. Ok, bây giờ mình hấp cái nước thôi. Đúng đúng đúng. Cái dạng một nước rồi nước lè là quan trọng lắm. Món này thì mình có thể dùng không hoặc là dùng kèm với bún mì hoặc là bánh mì. Nó hơi đậm một tí xíu nhưng không sao. Cái ở đây là chuẩn được cái mùi vị của cái thịt chua chua, mặn mặn, cay cay, nói chung là nó hòa quyện được. Ăn gì có kỳ lắm không? Dạ không sao, không kỳ anh. Đó, quan trọng là cái phần chế biến tôm á là còn giữ được độ giòn của thịt tôm hay không. Và bạn Tài rất là ngon. Tôm có làm sạch hay không? Thịt rất là tươi. Tươi hang. Rất là ngon ngọt. Đó, bây giờ sẽ là cơ hội cuối dành cho hai bạn ha. Ai chúc dễ hương tự nhiên anh Thắng có điểm cộng à. Qua cái món ăn này thì em cũng một phần muốn gửi gắm những cái kỷ niệm của anh với mẹ anh. Những cái món bún phở này kia như vậy. Rất là giống em, trước đây em cũng đồng cảm với anh như vậy là mẹ em cũng buôn gánh bán bưng. Dạ. Cho nên là em mong anh là sẽ luôn luôn giữ được cái tinh thần như vậy với mẹ mình. Chúc anh luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều con bé. Em chúc anh ăn vô bình an vô sự. Con bé rất là dễ thương nha. Rất là thật thà. Học lớp 12. Dạ. Chúc mừng chồng. Dạ. Cảm ơn gái. Rồi, bây giờ sẽ là phần quyết định của anh Bá Thắng. Anh quyết định món ăn nào sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay? Rồi anh sẽ nghiêng về chị nhiều hơn. Dạ. Dạ anh quyết định là súp tôm chua. Dạ, là súp món dành chương trình. Dạ. Xin chúc mừng đi. Nào chúng ta nhận thưởng thôi, xin mời.
Quý vị thân mến, và trên tay Hoài Đức Bơ đó chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món súp tôm chua giành chiến thắng ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng cho bạn Thúy Vi. Mời anh Thắng. Dạ, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Ôi, 5 triệu nha, nấu ăn ngon thì được 5 triệu. Còn bên cạnh đó, không có buồn. Em chúc mừng chị. Quan trọng là tinh thần thi đấu, thần thái tốt, tăng tốc độ lên tí là được. Nhận món quà, ăn ngủ nha. Ôm cái nè, dễ cưng quá. Rất là dễ thương và đáng yêu. Với sự tham gia ngày hôm nay của hai bạn Thảo và Vi, dành món quà tinh thần, những món ăn ngon dành cho anh Bá Thắng. Chúc cho anh luôn phong độ, trẻ mãi không già. Chúc cho chương trình mỗi ngày mỗi ngon hơn, mỗi vui tươi hơn, được khán giả yêu thương hơn. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.